là nói về cái trong cái chuyến hành trình của ông Minh Tuệ thì tôi cũng rất là buồn cho hai cái chú chủ tịch với phó chủ tịch xã ở đâu ở ngoài Quảng Trị đó. Tôi xin nói với hai em như thế này nè, hai em may mắn hơn những cái thế hệ trước là mấy em á sống sau cái thời kỳ chiến tranh, mấy em được ăn học, mấy em được vô trong cái tổ chức của đảng, mấy em giờ đã trưởng thành, mấy em lãnh đạo của một xã, chủ tịch với phó chủ tịch, mấy em cũng thường xuyên học về chính trị, cũng trung cấp cao cấp gì đều chắc có lẽ có hết mấy em mới làm được cương vị đó, rồi thường xuyên mấy em cũng học được cái vấn đề á đạo đức của Hồ Chí Minh, chắc mấy em cũng có trải qua rồi, nhưng mà mấy em thiếu đạo đức, thiếu vấn đề cái lòng người. Tôi xin nói lên đây là mấy em thiếu cái lòng nhân quá, thành ra cái ảnh hưởng cho cái vấn đề đối với mặt chính quyền, làm cho mất lòng tin của người dân. Không phải ông Minh Tuệ này ông đi ngang đó mà ông vận động dân gom lại rồi phá rối trật tự an ninh gì đó, xảy ra trộm cướp gì đó, thì mấy em làm vậy thì cũng đúng, nhưng mà mấy em thấy đi, trải qua ông đoạn đường ông đi đó thì coi như đâu có gì đâu, bất quá người ta ái mộ quá, ta đi theo ổng, người ta có lòng tin, người ta thấy ổng là tu chân chánh vậy á thì người ta đi theo. Thì bây giờ mấy em á, đáng lý mấy em cũng có một cái vấn đề ủng hộ người ta, cho người ta ngủ một đêm bên cái nghĩa trang thôi, thì ngày mai người ta đi. Em thấy á, em hình dung đi, một người đi cả sáng tới chiều, nắng mực độ là trên 40 độ mà mặt nhựa đường nó nóng cỡ nào, mà người ta đi như vậy, người ta ăn gì cơm có một ngày một bữa thôi, mà mấy em không có lương tâm, tới người ta đi ta đuối lắm rồi, tới giác đó người ta chỉ cần được thời gian ngồi nghỉ ngơi thôi, mà mấy em nỡ lòng nào mấy em làm vậy? Đạo đức của mấy em đâu, lương tâm của mấy em đâu? Mấy em học từ trong đảng ra mà đảng đâu có phải ăn ở khốn nạn như mấy em vậy. Cái này anh nói thẳng luôn mấy em nè, nếu ngày xưa anh lợi nhà dân, anh ăn từng hộp cơm của người ta, nói ra không phải tôi kể, nhưng mà tôi kể cho mấy em nghe, bởi vì con người của mấy em á, bây giờ mấy em ăn sung mặc sướng, mấy em đi ra có xe có cộ, mấy em đi ra công tác có công tác phí, lương hàng tháng mấy em có lãnh không thiếu một xu, từ đâu? Từ đồng tiền của dân. Mà mấy em ăn cơm rồi mấy em quạt mỏ, mấy em đối lợi với dân là không ra gì hết. Người đi theo ông Minh Tuệ này cũng là dân, mà mấy em ăn cái đồng lương này từ đâu mấy em có? Cũng dân thôi, mấy em chỉ đại diện cho người dân thôi. Mấy em nên nhớ nè, hồi đó trong đảng nó vậy á, coi như ấy, đảng viên là đại tớ trung thành của dân, nhưng mà mấy em bây giờ mấy em đại tớ kiểu này, đại tớ kiểu này, nó thiệt thời kỳ của anh á, mà đại tớ như em hả, tới ngày giờ không có thành công được, cái đất nước này không có giải phóng được. Một thằng nó chung với hang giờ nó cũng nấu nước sôi nó đổ cho chết. Tụi anh sống hồi đó như con chuột vậy đó, em biết con chuột nó sống như sao không? Nó sống dưới hang á, nó trốn chui trốn nhủi vậy á. Tụi anh á cả năm này năm nọ chưa có bước lên tới thành phố, chưa biết chiếc xe Honda, chưa có lên tới thị thành, chỉ ở trong lùm thôi, rồi rồi quýnh giặc quýnh qua quýnh lại vậy đó, chiến tranh sống chết không biết ngày nào. Còn mấy em giờ sung sướng mà mấy em ăn ở không có đức, thiếu đạo đức, mấy em vô trách nhiệm, mấy em làm mấy chuyện này để cho xấu hổ với đảng. Tôi hôm nay tôi nói lên đó, rồi cấp lãnh đạo cấp huyện cấp tỉnh ở ngoài đó đó nên nghiên cứu hai thằng chủ tịch này coi nó làm có đúng hay không, coi nó có xứng đáng với cái lòng dân không, có xứng đáng là một người đảng viên không. Người ta đâu phải vấn đề người ta đến đó người ta phá rối trật tự gì đâu, nhưng mà nó nhẫn tâm nó làm như vậy. Bây giờ mình nói đại soái người dân bình thường thôi, mình thấy một người đi lỡ đường trong đêm tối, có thể người ta hỏi mình có thể mình cũng vẫn cho người ta ngủ nhờ nhà mình được vậy, cho người ta ăn bữa cơm được vậy, còn này ta chưa tới nhà mình ta xin cơm, ta chưa tới đất tổ tiên của mình, chưa tới phải chi mà mồ mả này trong đất của dòng họ mình á, cái nghĩa trang tư nhân của mình á, nguyên đất cát của mình á, người ta hỏi ừ vậy cho tôi bữa cơm đi rồi cho tôi ngủ nhờ đây đi, thì em sợ quấy rầy gia đình mình nè, tốn ca hao nè, rồi rồi mồ mả ông bà mình, người ta gửi đông quá, đàn bà đàn ông gì tùm lum ở trên gửi lỡ nó vô đó nó ngồi rồi nó chỉnh nó lết lên trên mồ mả ông bà em á, thì em ngại. Còn này cái nghĩa trang tập thể
trong đó là có những người dân Quảng Trị, hồi đó là chiến tranh, hồi đó là ác liệt lắm, bị gần dĩ tiếng 17 mà, thành ra coi có những người nhiều khi trong nghĩa trang đó có liệt sĩ, nếu liệt sĩ đã hy sinh rồi, đôi khi ông này ông tu, rồi những người dân này có tâm tốt nè, đôi khi đến đó mình nói không phải dị đoan, nhưng mà có thể là cũng được cầu siêu, rồi đôi khi người ta ngồi người ta cầu nguyện, đôi khi những linh hồn liệt sĩ đó nó cũng được nhẹ nhàng. Em nên nhớ vậy đi, mình cứ tưởng tượng vậy đi. Còn nếu mà nói ra bây giờ tin dị đoan quá thì tôi không tin, nhưng mà nói cái phần Phật pháp thì tôi cũng tạm thời cũng phải có phần du di đó. Nếu không có những ngày lễ thật này kia nọ, những ngày thương binh liệt sĩ đó, rồi tới viếng nghĩa trang nó có đốt nhang không, các vị lãnh đạo vẫn đốt nhang tôn sùng những anh hùng liệt sĩ, thì đương nhiên phải có tâm linh, nhưng mà một mức độ nào thôi, chứ nếu mà ý lại quá thì nó đâm ra vấn đề mà xảo xảo cũng như trấn quan vậy đó, nó gạt tới ma đói ma hôi là nó kiếm tiền đó, thành ra cũng đâu được, cái nào nó cũng có chuyện có mực. Thành ra hai em nên nghiên cứu lại, tôi rất hổ thẹn cho cha mẹ của mấy em, nhưng mà tôi cũng là nói thẳng bên vợ mấy em luôn, ảnh hưởng nếu có thằng rể vậy, trời ơi mấy em tỏ vẻ ra như mấy em là một thằng chủ tịch xã, là hai em đó là vua của cái xã đó hay sao, mấy em tính thể diện mình đây là một mắt làm vua sương mù à. Mấy em có ngồi được cái ghế đó mà vĩnh viễn suốt cả đời không em? Mấy em sẽ một ngày nào mấy em sẽ nghỉ việc, rồi mấy em á trả lại cái mộc đó cho quỹ ban, rồi cái người khác người ta lên, thì cuối cùng á ngày đó á, em đi về quê em á, ở địa phương của em á, nói thiệt chứ thanh niên nó ngồi nó nhậu nó gặp mặt mấy em là nó sẽ nói trên đầu em những cái câu ô cái thằng đó mà đạo đức gì mà người chơi với đó. Bây giờ thì mấy em còn quyền còn chức, thì nó gặp em nó mời ly rượu này kia nọ, chén trà đồ, ly bia đồ, cũng lý em đồ, nhưng mà trong lòng nó nói tao chơi vậy chứ tao đâu ở cái loại đó, nhưng mà bên ngoài tại vì tao còn xin giấy tờ, tao con tao còn đi học, tao chờ nhờ nó chứng giấy, tao cũng phải chơi vậy thôi, chứ mấy người đó mai mốt nó nghỉ rồi đúng mà ai mà chơi nó đi cà phê tao không kêu nó nữa. Tao hứa cái chuyện đó là sẽ xảy ra đó, ở địa phương của anh biết mà, em biết từ hồi tiếp thu tới giờ mỗi một địa phương thay đổi bao nhiêu thằng chủ tịch một địa phương em, chứ đâu phải em làm cái địa phương của em làm chủ tịch hồi năm 75 tới giờ có một chủ tịch đâu em. Mấy em quên đi, mấy em nên suy nghĩ lại đi, mặt mũi của mấy em sau này ha, xã hội á nguyền rủa mấy em thôi, nói thẳng với mấy em luôn, tới một ngày nào mấy em nghĩ đi rồi mấy em mới thấy còn thời thì cởi ngựa bắn cung, hết thời xuống chợ lụm thung bắn gùi nha em. Mấy em ngày đó sao không ra gì hết á, anh nói thẳng luôn đó, dân của em bây giờ ta phàn nàn mà ta ở địa phương đó ta không dám nói ra đây nó thù cá nhân mình, nó này kia khó dễ, nhưng mà cái mạng xã hội nó chửi mấy em bắt lên đi, mấy em coi mấy chị đàn bà nó chửi mấy em như thế nào, nó chửi những câu anh nghe rất là nặng, anh đồ lợi thôi, nếu em không nghe mấy clip của mấy chị đó thì anh đồ lợi chứ anh không chửi. Mấy chị là nó đâu phải vô nghĩa trang đó là má ông nội của mày đâu mà mày đuổi người ta, cái đó là đàn bà nó chửi nha, chứ anh không có chửi, nhưng mà anh nhắc lại cho mấy em nghe, gửi lỡ clip kia em không có bắt được thì em nghe lại clip của anh, rồi em hỏi lại dòng họ bên em, bên vợ em, nhiều khi người ta khuyên là chồng con gì đó, trời ơi con ơi sao bữa đó con làm chi vậy, bây giờ mang tay mang tiếng, người ta nói vậy thôi, chứ không lẽ người ta nói trời ơi mày mất dạy quá vậy, không lẽ cháu rể mình mà đi chửi đó, mày mất dạy quá vậy, mày làm gì đó, rồi mặt mũi nào ảnh hưởng tới bên tao, không lẽ ta nói vậy, nhưng mà ta tự nói nhẹ vậy thôi. Còn anh em của em á, hay dòng họ của em á, đôi khi á người ta phải nói, nhiều người ta khéo nói mà, trời ơi phải hổm tụi bay đừng làm vậy, tụi bay cho người ta ngủ một cái là có đức có phước biết nhiều, còn bay làm chi vậy mang tay mang tiếng, nói nhiêu đó là đủ người ta ta tạt cái phân lên đầu mấy em rồi đó. Thành ra mấy em nên suy nghĩ vào lại, mấy em nhìn kỹ nè, mấy anh cảnh sát giao thông, mấy anh cảnh sát áo xanh, mấy anh công an xã mặc ba cái sắc phục đó, người ta vẫn bảo vệ trên cái tuyến đường đi, người ta giữ trật tự an ninh, người ta làm cái chuyện đó, đôi khi thấy mấy ảnh còn giăng tay để cho mấy ông này đi nữa, như vậy là mấy em thấy cái đạo đức của người ta như thế nào, người ta làm nó đâu có sai lực,
còn mấy em chỉ cho người ta ngủ một đêm mà mấy em còn ích kỷ còn nhỏ mọn, mấy em muốn tỏ vẻ ra mình đây là anh hùng là vua một cõi. Mấy em chưa có thấy người ta hồi xưa người ta hy sinh đâu, khi có những người chiến tranh hồi trước 75 có người bây giờ người ta mất xác, người ta không có hài cốt, người ta cha mẹ người ta chưa biết là ở đâu nữa kìa, chưa đem về được nữa kìa. Cái chuyện đó có xảy ra đó, mà gia đình người ta còn khổ sở. Bây giờ mấy em ăn sung mặc sướng, lương bổng mấy anh em đã mỗi tháng hàng tháng có đầy đủ, mà mấy em còn chưa nhớ được cái công ơn công đức của những người đi trước. Mấy em là thuộc về cái đồ, nói thẳng riêng hai em là thuộc về đồ ăn cháo đá bát, mấy em làm không có đúng lực, dám nói thẳng mấy em á. Mấy em coi phụ phàng những người ta bỏ xương bỏ máu, người ta hy sinh cả bản thân của người ta, gia đình người ta, vợ được hưởng gì. Còn mấy em bây giờ sung sướng, bây giờ nếu mấy em nói mấy em trung thành, mấy em là đảng viên gương mẫu tốt quá, mấy em là một người lãnh đạo của xã, chủ tịch với phó chủ tịch xã, mấy em dám làm như tụi anh rồi đó không? Không lãnh lương một ngày nào đó, tụi anh đó đi làm chết sống không biết ngày nào, không có lãnh một đồng bạc lương nào đó, ăn cơm là ăn trực của dân đó. Bữa nay ở nhà này chiều ở nhà khác, nhiều khi nấu nồi cơm chưa xong là bắt đầu đi chỗ khác rồi, chưa được ăn cơm đó. Mà tụi anh còn dám làm được, tới giờ không phải mình kể công nhưng mà thực tế nói cho mấy em biết, tại mấy em chưa từng trải qua, mấy em về sung sướng thế nè, từ cái lòng tham nè, tham không đáy thành ra nó bây giờ mới xảy ra. Bây giờ sẵn nói luôn mấy em mới thấy nè, đảng không có sai, đảng không có chật, đảng đối với dân rất là tốt, nhưng mà một cá nhân cá biệt của một người nào đó làm sai đó, thành ra từ cái chỗ đó đó bây giờ mấy em thấy tù tội bữa nay thì cũng 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 là hò hét, cũng là tay to búa lớn đó, rồi ngày mai cũng vô tù mặc áo sọc vậy. Thành ra rồi mấy em chắc chắn là mấy em tồn tại hoài không, mấy em đừng có làm chuyện đó. Bữa nay anh lên anh nói anh khuyên mấy em nên chỉnh đốn lại bản thân đi, hôm nay mấy em lên bật cái mạng lên mấy em dòm đi coi người ta khen mấy em cỡ nào ha, người ta tháng quá mấy em cỡ nào. Hôm nay tôi cũng nói chuyện với hai em này một chập, rồi tôi cũng mong cấp lãnh đạo cấp huyện cấp tỉnh nên cứu xét lại coi hai anh chủ tịch với phó chủ tịch này làm vậy có đúng hay không, có hợp lòng dân hay chưa. Thì bây giờ tôi cũng có mấy nhiêu lời đó tôi gửi, tôi cũng xin hết để cho bà con mình, cũng chúc bà con mình có một đêm cũng ngủ ngon giấc. Dạ, em cũng thay mặt tất cả bà con đang theo dõi chương trình xin chân thành cảm ơn ý kiến rất tuyệt vời của anh nhé. Chúc anh cùng gia đình anh sức khỏe. Cảm ơn, xin chào. Dạ, thưa quý vị, vừa rồi là một ý kiến rất tuyệt vời của một vị khán giả cũng đã đóng góp cho chúng ta qua hai cái trường hợp. Thứ nhất là trường hợp chỗ Minh Sài Gòn, một thành cái như là nhóc con mà lên đó mà cái là xuyên tạc dẫn dắt khán giả đi sai đi lệch trong câu chuyện của luật sư thầy Thích Minh Tuệ. Và cái câu chuyện thứ hai chú này cũng đóng góp, đó là liên quan đó là hai vị chủ tịch cậy quyền cậy thế đó, rồi ra cái nghĩa trang đó, rồi cái như là đuổi ông sư đi đó. Một trong những cái hành động mà gây bức xúc trong dư luận trong suốt những ngày vừa qua, rồi không biết là những ngày vừa qua đó, đó rồi cái là đuổi ông sư đi như vậy, rồi không biết là gia đình anh này đó anh có được cái phước gì không, gia đình sống có yên ổn hay không, cái tâm sống nửa điên ngủ giật mình hay không. Chứ tôi nghĩ mấy ngày vừa qua chứ thật sự anh cũng chuẩn bị anh xây lâu đài rồi, lâu đài bằng đá đó quý vị, trời đất thánh thần thiên địa, một ông chủ tịch, một ông chủ tịch, một ông phó chủ tịch bắt đầu ra đó rồi, coi như là đứng mà cái giọng điệu là đứng chống nạnh quý vị, đứng nói chuyện với một ông sư mà đứng chống nạnh rồi chỉ tay vô mặt ông sư. Có một số bà con nhảy vô bên vực trời, ông ra ông xá ông sư cho chỉ tay đó, tôi nói xá là lúc trước sau là chỉ tay, đứng mà chống nạnh, đứng mà coi như là đứng nói chuyện với dân mà đứng chống nạnh cái đó, trời đất thánh thần thiên địa. Mình cũng nhận lương là cũng từ tiền của là tiền thuế của dân, mà đứng nói chuyện với dân là thái độ coi như là hách dịch không hách, đứng trong nặng. Xem những cái phim cực kỳ phản cảm. Mình dù sao cũng là một trong những cán bộ, cũng là người phải gương mẫu, phải dùng cái tình để mà đối đãi với là con dân, ai đâu mà dùng cái là cái như là cậy quyền cậy thế. Thời buổi nào rồi nhận tiền lương là
tháng nào cũng đều như vắt chanh, ra nói chuyện với con dân mà đứng chống nạnh, đứng mà ẩn ẹo, bó tay. Quý vị vui lòng cho xin một like quý vị, để cho cái clip có sự lan tỏa quý vị ha. Và chúng ta tiếp tục lại những cái nhân vật mà những ngày vừa qua cũng lên là công kích sư minh tuệ quá trời. Không biết tại là những đội lốt giả của sư nhưng lại... Không biết những thành phần này đó, đó là con ông cháu cha ai mà bây giờ là lên nhảy lên là công kích ông sư minh tuệ. Hay là giống như thằng Minh Sài Gòn nữa, giống mình thằng Minh Sài Gòn nó vô nó ăn chịch cơm chùa là cái năm 6 tuổi đó, mà bây giờ nó thật sự nói như chú vừa rồi nó đúng y xì. Cái đầu của nó bây giờ là giống như đầu con tôm rồi, không biết là ăn cái chi mà bây giờ cái đầu là như con tôm, không còn biết phân biệt đâu đúng đâu sai. Một người mà nói dối như tụi như ông sư phụ nó dạy mà nó tin nó lại tôn thờ. Còn một người mà không nói mà hành như ông sư Minh Tuệ mà nó xuyên tạc, nó bảo là ba quê ba sọc.